Tiền sản giật là hội chứng bệnh lý thai nghén toàn thân do thai nghén gây ra trong 3 tháng cuối của thai kỳ với 3 triệu chứng: tăng huyết áp, protein niệu và phù. Nguy cơ tiền sản giật như sau. 1. Các nguy cơ tiền sản giật ở mẹ bầu. Phụ nữ cần chú ý thăm khám sớm nếu có nguy cơ tiền sản giật thông qua các dấu hiệu bên ngoài như huyết áp đột ngột tăng cao, có protein trong nước tiểu, lượng nước tiểu ít, đau đầu, đau bụng trên, nôn và buồn nôn. Thị lực giảm sút, ví dụ tạm thời mất thị lực, mắt mờ đi, nhạy cảm với ánh sáng. Giảm tiểu cầu trong máu. Chức năng gan suy giảm. Khó thở. Phù toàn thân. 2. Yếu tố nguy cơ từ thai nhi. Nguy cơ tiền sản giật cũng cao hơn ở một số trường hợp như đa thai đa ối, chữa chứng, biểu hiện tiền sản giật thường biểu hiện sớm. Phản xạ trong căng tử cung trong đa thai, thai to, thiếu máu cục bộ tử cung, nhau. Vì vậy, tiền sản giật là một biến cố sản khoa nghiêm trọng xuất hiện từ tuần thứ 20 của thai kỳ, cần được theo dõi sát sao. Việc phòng ngừa biến chứng có thể diễn ra sớm nếu bạn tuân thủ khám thai đầy đủ và theo dõi thai kỳ theo sự tư vấn của bác sĩ.